ngay sau đây chúng ta tiếp tục cùng đến với vũ điệu Zumba Solo qua phần biểu diễn của các thành viên đến từ câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Đào. Xin mời. Một vũ điệu vô cùng lấp lánh, vô cùng ngọt ngào, lãng mạn. Và các diễn viên của chúng ta thì như những bông hoa đào nở rộ trên sân khấu vào mùa xuân trong buổi tối hôm nay. Và một lần nữa xin chúng ta hãy cùng dành cho các thành viên đến từ câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Đào một tràng pháo tay thật lớn nhất không ạ?